sư lên thành phố học ở chung phòng với nè. Cô nàng này bình thường thôi. Chung nhà, chung nhà với chung nhà. Anh tự động đi lại nắm tay rồi này kia nữa. Mình tấn công liền mình thấy là coi là mình phải tấn công liền anh để không mất thời cơ sao không vừa theo đuổi mà. Tự nhiên đi lại nắm tay cái em lúc đó em suy nghĩ em nói trời vậy là mất hết rồi. Đó thì nắm tay nàng giận dữ buông lấy ra thì em nắm chặt liền. Hung luôn em tấn công hung luôn trời ơi lúc đó làm sao trời em khóc quá trời luôn. Em nói là coi như là công tình bao nhiêu năm nay gìn giữ giờ mất hết rồi. Ý khoan cô dâu hình như là lum lúp đúng không? Đúng rồi chị, có em bé rồi, bốn tháng à. À, 4 tháng rồi, dạ. Gì chị thấy cái bụng nó rất là nhô nhô, dễ thương như Phụ nữ nhạy cảm quá, nhìn là biết liền. Và cô dâu mình dây. Dạ. Và hồi nãy không biết chú rể khi mà ra đây là nghe khán giả có như là cổ vũ nhiệt tình như vậy là có hết lo sợ. Cũng hơi run. Giờ còn run không? Nhưng mà giờ chắc cũng từ từ cũng bớt. Từ từ cũng bớt, cho cái cho dứt luôn đi. Rồi, hãy giới thiệu về mình. Xin chào tất cả các khán giả đang xem chương trình. Chào MC, rất là dễ thương. Mình tên là Trương Long, 36 tuổi. Mình là kỹ sư công nghệ thông tin. Và đây là gấu mình. Tại sao các ông chồng lại hay gọi vợ mình bằng gấu ta? Tại vì lúc trước khi quen thì hiền lắm, mà khi cưới về thì bắt đầu mới trổ tính ra rất là dữ, nên mình thường gọi là gấu. Gấu. Dạ. Chút nữa mình sẽ coi cô dâu gấu như thế nào á. Rồi, mời em. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Phượng Duyên. Hiện em đang phụ trách marketing cho một công ty. Em năm nay 28 tuổi. Rồi, hai bạn quen nhau trong một cái trường hợp nào, một cái cơ duyên nào? Xưa lên thành phố học, ở chung phòng với nè. Cô nàng này bình thường thôi. Chung nhà với nàng này bình thường thôi. Nhưng mà sao mình thấy nàng này siêng năng. Chiều tối về thì nàng này thường đem đồ ăn xuống hầm. Với lại nàng ăn mặc rất bình dị, giản dị lắm, chứ không có xe xua gì hết. Mình để ý từ đó. Nói tóm lại là hình dung nha. Hình dung câu chuyện nè. Ở chung một cái nhà, nhà có trọ. Nhiều người thuê. Ê, dạ. Gọi là nhà trọ. Dạ. Đúng không? Yeah. Rồi á, bạn này á, là tạo ấn tượng cho bạn này á, là do bạn này rất là giản dị và hay đi hâm đồ ăn. Yeah. Nấu nướng. Yeah. Là kết liền đúng không? Yeah. Rồi ngược lại bạn này có biết là bạn này để ý mình không? Dạ, tại vì lúc đó cũng có nhiều người để ý em lắm. Thành ra anh này cũng là một trong số đó. Lúc đó cái tư tưởng của em nó ngây thơ lắm. Tại vì hồi xưa tới giờ á, em chơi với bạn nam thân cỡ nào luôn á, nhưng mà em không bao giờ lên xe cho nó chở. Dạ. Hay là chơi trò chơi tập thể cỡ nào luôn, không bao giờ nóng tay, dù rất là thân. Còn anh này anh cứ sắp sát vô không à. Rồi cái xong ảnh tự động đi lại nóng tay rồi này kia nữa. Tấn công liền mình thấy là coi là mình phải tấn công liền anh để không mất thời cơ sao không vừa theo đuổi mà. Tự nhiên đi lại nóng tay. Cái em lúc đó em suy nghĩ em nói trời vậy là mất hết rồi. Nắm tay thôi mà coi như mất hết. Tại vì nào chưa có ít giao tiếp, ít có quan hệ xã hội nên cái tư duy nó khác hay khác thường chút. Dạ. Rồi sao cái nắm tay đó thì nắm tay nàng giận dữ buông lấy ra thì em nắm chặt liền. Hung luôn. Em tấn công hung luôn. Trời ơi lúc đó làm sao? Trời em khóc quá trời luôn. Em nói là coi như là công tình bao nhiêu năm nay gìn giữ giờ mất hết rồi. Phải thiệt nghe lúc đó em thích không? Dạ không, lúc đó em cảm thấy là đất trời sụp đổ. Tại vì lúc đó em không nghĩ anh này là người yêu của em hay là bạn trai gì đâu. Em chỉ nghĩ là cái đó là phải dành cho cái người chồng mình sau này hay là gì đó. Tại vì cái lúc đó cái tư tưởng của mình là cái điều đó là thiêng liêng lắm đó. Tự nhiên bây giờ là cướp mất của mình luôn. Rồi bây giờ sau đó là bắt đầu là quen nhau. Dạ. Đúng không? Rồi đi chơi với nhau. Mình tấn công liền, chứ mình ngồi nói không thì đi đánh nó không có gì hấp dẫn đâu. Bởi vì chị mới đang hỏi đây nè, tức là đi chơi lần rồi ngoài cái chuyện nắm tay hôn rồi còn làm gì tới nữa không? Dạ không. 9 năm 10 tháng. 9 năm 10 tháng là chỉ nắm tay hôn vậy thôi. Nắm tay hôn nhau. Đánh vô cà phê sân vườn. Chị rất là thắc mắc, 9 năm 10 tháng. Dạ. Mà tụi em chỉ có nắm tay với hôn thôi. Chắc chắn không? Dạ. Như vậy là cái đêm tân hôn nó chắc vui lắm á. Dạ. Đêm tân hôn đâu biết gì đâu chị. Mà đêm tân hôn cô không có nữa. Đêm tân hôn hai đứa chỉ lo đếm tiền à. Sáng nay gặp nhiều cặp vợ chồng đêm tân hôn còn đếm tiền không đó. Vậy là sau đêm tân hôn rồi dính bầu luôn. Dạ đúng rồi chị.
mà giờ cũng còn đang rất là buồn, tại vì sau 9 năm 10 tháng thì mình sẽ có một thời gian hưởng thụ. Bây giờ vừa mới cưới nhau xong cái tự nhiên có em bé. Là coi nghỉ hưởng thụ luôn. Dạ. Em lại, em nói nghe là hai bạn đã quen nhau là 9 năm 10 tháng. Dạ. Nghĩa là một cái quá trình phải nói là dài chứ không, dạ, không ngắn. Vậy thì sau khi cưới về rồi nó có khó khăn gì không? Khó với anh, nóng nảy. Nhỏ xíu con gì mà nóng này. Em sợ nhất là khi mà em đi nhậu mà không nói trước, đi nhậu về cái em xỉn em ngủ kêu dậy. Trời ơi, mà lúc đó là đang xỉn trong người. Xỉn mà kêu dậy anh cảm giác khó chịu lắm. Em không có ngủ được, cảm thấy uất ức lắm. Thành ra cứ phải lôi đầu vậy. Kêu ảnh dậy xong mà ảnh hơi tỉnh tỉnh rồi thì ngưng, nhưng mà thấy ảnh ngủ tiếp thì kêu dậy tiếp. Trời ơi, cảm giác hành hạ hành hạ hành hạ đứa hành quá. Bây giờ anh hỏi thiệt nha. Dạ. Hai vợ chồng quen nhau dài như vậy rồi đến lúc cưới nhau như vậy, dạ, thì chồng em sau khi cưới về rồi có cái sự thay đổi gì? Ảnh sinh ra cái tập lười. Ví dụ như ở nhà ảnh lau nhà, ảnh rửa chén, ảnh nấu cơm, ảnh giặt đồ, ảnh nấu ăn. Nhưng mà vấn đề là em nghĩ là như vậy là nó không có đủ. Có nghĩa là ảnh ví dụ như ảnh phải dẫn em đi uống cà phê, hay ảnh dẫn em đi coi phim, hay là ảnh dẫn em đi chơi gì nữa. Còn có nghĩa là bây giờ em, ví dụ em muốn đi có uống cà phê thì em phải nói ảnh, à anh ơi dẫn em đi uống cà phê, quán em tự chọn, ảnh chỉ việc chở em tới. Em muốn đi coi phim, em tự lên là phim nào luôn, tự coi là giờ nào luôn, ảnh chở em tới. Nói chung là mọi thứ em sắp xếp hết, em chả có gì bất ngờ hay chả có gì hồi hộp. Em cảm thấy chán chán mà nói trao đổi ảnh rất là nhiều lần. Mà ảnh cứ tới nhà nói với em, nhàm cái gì mà nhàm. Em đốt đốt hả, có tiền được không giống như anh luôn. Cứ tự tin về mình thôi. Dạ. Anh nghĩ sao mà vừa làm mệt mà vừa nấu cơm vừa giặt đồ nữa. Anh thấy đuối lắm chứ bộ, anh có đuối mà về tối giờ nó mệt rồi. Làm cảm giác làm biến lắm, nằm nghỉ cho nó khỏe. Mà nàng lúc nào cũng kêu đi chơi chỗ này chỗ nọ, tại nàng đâu có làm đâu mà. Ngoài cái việc là anh ấy không làm mới mình thì ảnh còn có tật xấu gì không? Một trong tật xấu mà em rất là bực đó là riêng rao vợ. Tại vì em nghĩ là chuyện gì thì ví dụ như hai vợ chồng đóng cửa với nhau, ví dụ như em có chửi ảnh em lôi vô phòng em chửi thôi. Hoặc em có quýnh ảnh hay là hành hạ ảnh thì em cũng lôi vô phòng. Trời. Nói chung là trước mặt người khác là em ít khi nào mà la ảnh lắm. Nhưng mà ảnh lại đem tất cả những việc đó kể cho tất cả mọi người, từ những người mà em không hề quen biết cho tới những người mẹ chồng, chị chồng, anh chồng, chị dâu chồng, cháu chồng, bạn của chồng, đồng nghiệp của chồng, sếp của chồng. Nói chung là tất cả mọi người, thậm chí cả những người mà em không biết mặt mà không biết mặt em. Thành ra nhiều khi người nào mà lần đầu tiên gặp em á, ta nói trời ơi để coi vợ nó, coi vợ nó. Giống như em là một cái gì ở trên trời rớt xuống, em là một cái con gì chắc 12 con mắt, 34 cái tai hay là đại loại là ghê gớm á. Cứ đi nói vợ này, trời ơi vợ cũng không, nói mày biết nha, ở nhà vợ tao ha, nó quýnh tao ghê lắm. Rồi kể tùm lum tà la, thành ra trong mắt mọi người xung quanh em cứ như là một cái gì đó dễ sợ lắm. Dạ, đó. Dạ. Vậy chị hỏi cái điều này nè, từ lúc mà em có cái đêm tân hôn đầu tiên với vợ em á, dạ, cho đến lúc mà em bế quan tỏa cảnh, em coi như là em cử luôn á, dạ, là vợ em được bao lâu? Sau khoảng 3 tháng là em ngưng. Có nghĩa là vợ em là 3 tháng thôi là ngưng tới giờ. Dạ. Bởi vậy không chửi em hoài lạ, không giữ mới là lạ. Chị thấy vậy nè, tụi em á nên gặp bác sĩ về sản khoa á, dạ, để tư vấn về cái mối quan hệ vợ chồng khi mà cái người vợ đang có bầu. Tại vì theo như là chị biết á, chị cũng có đọc sách báo á, thì như vậy nè, trong thời gian vợ có bầu từ tháng thứ tư trở đi đến tháng thứ bảy á, quan hệ vợ chồng bình thường, miễn là tụi em biết là như thế nào để mà không ảnh hưởng đến em bé, thì theo chị nha, tụi em nên gặp bác sĩ. Yeah. Rồi bác sĩ sẽ tư vấn cho tụi em, chứ không vợ em là nổi sảy lên hết rồi, chị nói thiệt luôn ạ. Bây giờ em muốn chồng em thay đổi cái gì? Gọi là gì, ưu tiên bà bầu trước? Dạ, anh phải chủ động trong cái việc là hâm nóng tình cảm vợ chồng. Chị nghĩ cái đó là một cái đòi hỏi rất là đúng đắn. Nhiều khi em mệt thiệt, nhưng mà em có thấy vợ em vui, tự nhiên em hạnh phúc lắm, em hết mệt đó. Mình thay vì đi uống cà phê, ghé vô ăn hộp vịt lộn cũng được chị. Vừa bổ cho con nữa, vừa bổ cho mình nữa. Không, chị nói thiệt mà. Còn em thì em muốn vợ em thay đổi điều gì? Vợ em bớt nóng tính, thấu hiểu hơn cái tư tưởng người khác hơn, chứ đừng có áp đặt cái tư tưởng của mình vào người khác, bắt người ta phải làm như vậy. Em biết sao không? Thực ra là như vậy nè, cái người phụ nữ lúc mà người ta có bầu á, ta thay đổi cái nội tiết tố trong người á, tự nhiên ta có những cái tính nó
đột biến kỳ lạ lùng lắm. Em cưng bằng cái đó đi, tự động thấy khác liền. Thử đi. Thôi tối nay thử liền đi. Tối nay đi gặp bác sĩ trước đi rồi thử cho chắc ăn em ơi. Em sẽ yên tâm hơn về cái tư tưởng của em á. Hai vợ chồng bạn cứ tìm gặp bác sĩ đi rồi xong rồi tối nay về hưởng thụ. Được mà, được mà. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn bạn. Thấy nàng cũng không phản ứng gì. Em gọi anh là cô ly cao cấp. Bà xã em á có cái là rút kinh nghiệm kém. Tật xấu của ảnh thứ nhất là rất là hay quên. Vợ rất là thích kể chuyện anh. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai bạn. Mình tiếp xúc rất nhiều những cặp vợ chồng mà có những cái nét mà hao hao giống nhau. Cặp này cũng rất giống nè. Hai cái lỗ mũi rất giống, hai cái miệng rất giống, hai con mắt cũng rất giống, nói chung hai mặt giống nè. Dạ, cảm ơn chị. Em giới thiệu cho mình. Em tên là Trương Văn Vĩnh Hải, hiện tại là em đang là luật sư tập sự. Em hiện tại năm nay là 26 tuổi. Còn em? Em tên là Lương Vũ Thùy Dung, năm nay em 25 tuổi, hiện nay em đang là công chức nhà nước. Công chức nhà nước. Thế thì hai bạn gặp nhau trong một cái trường hợp nào? Tụi em học chung với nhau trong cùng giảng đường của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Năm đầu thì tụi em cũng biết nhau thôi, tại vì bà xã em là lớp phó. Em chỉ để ý thôi, biết tên thì thôi. Mãi đến khi mà cuối năm thứ nhất đi học quân sự ngoài Thủ Đức thì bà xã có nhờ mua đồ ăn giùm. Lúc đầu em nhờ ảnh một phần, sau em nhờ ảnh 20 phần. Rồi em gọi ảnh là cu ly cao cấp luôn. Có 20 phần là mua cho cho phòng của em. Rồi. Rồi coi như là cu ly cao cấp. Rồi, nhờ vả bao lâu thì bắt đầu mới nảy sinh tình cảm? Đầu học kỳ 1 của năm thứ 2 thì tụi em đi công tác xã hội chung. Thì em có đưa đón bà xã, cũng để ý mình thấy thích trong lòng. Rồi trong quá trình đi công tác tình nguyện thì em cũng có thử thăm dò là nắm tay, thấy nàng cũng không phản ứng gì. Thì sau đó thì về lại thành phố thì tụi em cũng có đi tiếp tục công tác tình nguyện tiếp theo. Em cũng xách đồ giùm rồi đưa đón, khi đưa đón nàng đi tới lui vậy đấy. Rồi em lần đó em mới tỏ tình, nhưng mà lần đó thì vợ chưa đồng ý. Và bảo là để suy nghĩ thêm. Vậy đó. Rồi bao lâu thì em mới đồng ý? Sau khi em về tham khảo ý kiến của ba mẹ. Tham khảo ý kiến phụ huynh đúng không? Dạ. Thì ba mẹ em nói là dắt anh đến nhà gặp ba mẹ đi. Rồi ba mẹ cho ý kiến. Từ đó thì tụi em cũng có đi tới đi lui qua nhà chơi thì. Nhưng mà ba mẹ gặp em thì ba mẹ có đồng ý không? Dạ chưa có nói, em chưa biết gì hết á. Nhưng mà cho tìm hiểu, rồi không có ngăn cấm. Dạ. Cách khoảng tháng sau em mới hẹn đi xem phim. Em mới âm thầm chuẩn bị tự bó bông hồng to, nhưng mà em bỏ trong cái ba lô á. Em đi vô rạp chiếc phim, em mới mở ra tỏ bất ngờ. Rồi em mới tỏ tình. Cái lần đó bà xã gật đầu luôn. Rồi cái mạng quá mà. Sau đó bà xã mới dắt qua là xin phép ba mẹ cho quen. Để ba mẹ kỹ vấn đề mà cho con quen bạn. Lần đó em cũng mua quà để qua mời trà ba mẹ đó. Cái lần đó em run quá em làm bể cái ly. Rồi chắc ba mẹ cũng thông cảm mà đúng không? Dạ. Rồi cái thời gian qua lại gì là bao lâu? Cái lúc mà thưa ba mẹ cũng có ra một cái điều kiện là nếu mà quen nhau mà sau này cưới nhau thì phải ở trên này, lập nghiệp trên này. Ra là trên em, này là trên thành phố. Là trên thành phố, dạ. Tại em ở tỉnh. Em ở tỉnh, còn bà xã là ở thành phố. Dạ. Hiện nay thì là em ở nhà bên vợ. Dạ đúng. Mà thường ở chung nhà thì chắc chắn là phải có va chạm rồi. Vậy thì có phải tập trước những cái thói quen gì không? Dạ thì lúc đầu em có nhiều khác biệt so với nhà vợ lắm. Kể cả như cách nói chuyện nè, cách xưng hô rồi dùng câu chữ như khi em phát âm sai sao đó. Em, sao? Dạ ví dụ như là cái tôi thì nó là cái tội. Rồi bật quà thì nó là bắt quà. Thành ra em phải sửa rất là nhiều cho nó phù hợp. Nhưng mà trong quá trình mà ở rể thì có những cái chuyện gì mà xảy ra ngoài cái dự kiến đó? Dạ nói chung là sống chung một nhà thì không thể thiếu được những cái việc mà có xích mích. Nhưng mà cái chủ yếu ở đây là tụi em xác định rõ là hai vợ chồng sẽ nói thẳng và nói thật. Cũng như là sẽ trao đổi trước khi mà quyết định một việc gì đó. Nhưng mà em có áp lực không? Dạ thì so với độc thân thì mình muốn làm gì cũng được, thoải mái. Nhưng mà đến khi sống chung với ba mẹ rồi thì mình phải ngó trước, ngó sau. Rồi đi thưa về trình chẳng hạn, rồi những làm quen những cái thói quen trong nhà, thêm những cái thói quen mà mình chưa được biết. Có những lúc chưa quen cũng em cũng hay quên. Thế thì còn vợ em có tật xấu gì không? Bà xã em có cái là rút kinh nghiệm kém. Ủa rút kinh nghiệm kém là sao? Tức là có một vấn đề đi, em đã góp ý rồi nhưng mà rất là nhiều lần không sửa được.
Ví dụ như em đã nói rồi, lần sau bị sai nữa, cái em cố tình em nâng lên, ví dụ đây là lần thứ 100 anh nhắc em vậy. Nhưng mà tới chừng sau lại không sửa nữa. Chị hỏi thiệt nè, có những lúc mà hai vợ chồng cãi nhau á, nhưng mà sống chung với bố mẹ đó, thì tụi em sẽ kềm hãm cái việc này như thế nào? Tụi em thường là lên phòng nói với nhau, hoặc là có chuyện gì đó mà bức xúc quá là coi như em làm thinh. Rồi xong xuôi hết đi lên rồi em mới bày tỏ ra. Nhiều khi hai chồng cãi nhau lớn tiếng lắm. Nhưng mà đỡ cái là tụi em không có giận lâu. Thường là không bao giờ quá 2 tiếng hết á. Rồi lúc đó bố mẹ can thiệp làm sao? Tức là bố mẹ thường là bên em hay là bên chồng em? Không can thiệp. Cũng tụi con lớn rồi, tụi con tự quyết định. Hồi nãy giờ anh cố khai thác em để mà tìm ra được cái thật xấu của chồng em, thì em lại nói để em kể. Trời ơi, có cơ hội. Thật xấu của anh, thứ nhất là rất là hay quên. Mỗi lần em ngồi lên xe là em sẽ hỏi câu thứ nhất là anh ơi bật đèn xe chưa, nếu đi vào ban đêm anh ơi gác chống chân chưa, còn nếu mà em xuống xe em sẽ hỏi anh ơi anh đã rút chìa khóa xe ra chưa, anh đã lấy thẻ xe chưa, anh cất ở ngăn nào, anh làm ơn anh nói với em để tí nữa em nhắc anh, tại vì anh thường xuyên quên cái chuyện đó. Tới giờ còn không? Lần nào em cũng nhắc nên là không thấy quên, mà hễ em không nhắc là sẽ quên. Phải quên một trong mấy món rồi. Dạ. Còn gì nữa không? Rồi thật cái... xấu đau xấu đớn luôn. Sao là sao đớn mà dễ thấy nhất là khi mà anh phấn khích quá, anh vui quá, anh cười rất là vô cùng là ấn tượng. Em cười được gì? cười sao em cười giống như là em cười ra tiếng rồi là vậy đó, cái gì đó gấp 10 là như vậy. Đúng không? Ủa vậy thôi à. Rồi anh hay càm ràm. Thí dụ điển hình cái là ví dụ như là này, anh có nói là em rút kinh nghiệm kém á, thì anh sẽ thường xuyên nói đi nói lại, mà nói một cách liên tục dồn dập, thậm chí là em chán quá em không nghe nữa, hoặc em nói là em mệt quá em không muốn nghe nữa, anh vẫn tiếp tục nói. Còn nếu không thì anh sẽ lôi hết những chuyện cũ ra nói khi mà gặp một cái chuyện mới. Rồi anh đúc kết lại là em rút kinh nghiệm kém. Em lấy chúng ông luật sư mà luật sư thì cái đầu bao giờ cũng dễ nhớ rất dai. Đúng luật rồi. Sư là trong đầu là cái đầu là một cuốn từ điển nhớ dai nhưng lại hay quên. Sao nó cứng sao ta? Quên là những cái việc thôi anh, cái việc tranh nhỏ nhỏ rồi. Hơi đảng trí đúng không? Hơi đảng trí. Đảng trí nhưng mà nhớ dai. Dạ, cái chuyện gì nhớ thì nhớ dai. Những cái gì xấu của bả là nhớ dai đúng không? Bây giờ còn cái gì xấu của vợ không? Dạ rồi. Môi đi. Vợ rất là thích kể chuyện anh. Ra bên ngoài ví dụ như gặp chuyện gì đó, vừa buổi trưa về nghỉ trưa là vừa mở cửa vô là ôi gặp chuyện này chuyện kia thế này thế nọ. Cái nhiều khi kể rồi, tối kể tiếp lại. Dạ, nhiều khi ngày mai kể nữa. Một câu chuyện kể 8 lần đó phải không? Dạ. Cái em mới bảo là lần này lần thứ 4 anh nghe, cái là quê không kể nữa. Mà 8 là chỉ 8 với chồng thôi chứ có 8 với ai khác không? Kể cho mẹ. Dạ. Dạ cũng không. Anh thấy gọi em hiền quá. Hiền không? Nói đi hả? Bao giờ ở nhà mà ăn hiếp em không? Dạ rồi, cũng có lúc. Một lần mà cái lần mà vợ em giận nhất mà phải gây lộn với em, mà thậm chí là đàn áp em á, là cái mức độ nó như thế nào? À, cái lần mà em quên khóa cổng, nhưng trong khi đó xe dựng trong sân thành ra lần đó xém bị mất xe. Thành ra lần đó vợ rất là giận, lên phòng là la hét em này kia, rồi lại kể những cái gì mà em quên trước giờ nè, rồi thậm chí bắt em viết cam kết luôn từ đây tới sau là không được quên luôn vậy. Dạ. Em đã lưu giữ chứng cứ. Bây giờ còn quên không? Dạ, cho tới thời điểm này thì chưa có cái quên nào nặng như cái quên đó. Nói chứ em chỉ cảm nhận hai chồng em có một cái gì đó nó bình yên lắm phải không? Là mình nghe, mình nhìn cách nói chuyện là mình biết là vợ chồng có những cái mà xung đột rất là dữ dội. Và cũng sau cái xung đột đó thì cũng sẽ rất là hạnh phúc, cũng sẽ rất là đắm đuối. Nhưng mà ở vợ chồng em thì thấy nó giống như là một cái mặt hồ phẳng lặng vậy đó. Có đúng là như vậy không? Trong cuộc hôn nhân của tụi em nó giống như cái mặt hồ phẳng lặng. Thứ nhất là vì cả hai đứa em đều học luật, cho nên là hai đứa có cái suy nghĩ, lý trí rất là mạnh. Không có để tình cảm nó khống chế hay là nó tiết chế mà phải suy nghĩ trước khi hành động. Nên là hai người sẽ biết trân trọng nhau hơn. Và thứ hai là cái công tác pháp luật của hai đứa hiện nay đang công tác á, nó đòi hỏi phải rất là bình tĩnh trong việc xử lý mọi việc. Và tụi em ý thức được rằng là có được nhau là rất quý, nên là tụi em giữ gìn nhau, không có để cho những cái việc mà lớn lao nó gây ảnh hưởng đến cái mối quan hệ hai vợ chồng. Rồi bây giờ hỏi luôn, em mong muốn ở chồng em thay đổi những điều gì? Em thật sự em muốn ảnh là phải để tâm vào một cái việc gì đó khi mình làm. Cái thứ hai là ảnh bớt càm ràm đi. Không, mà cái càm ràm đó xuất phát từ vợ. Càm ràm, còn chồng nói vợ càm ràm, cuối cùng là ai càm ràm? Tại vì nguyên nhân càm ràm là do vợ không rút kinh nghiệm, thành ra em phải nói hoài. Sợ nói một lần không đủ á chị. Còn em muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ, muốn vợ thay đổi là phải biết rút kinh nghiệm tốt,
rồi định lượng thời gian, rồi câu chuyện gì kể rồi thì đừng kể nữa. Trời ơi, cả là những gì hồi nãy giờ em nói về và có em... nghĩa là gì nè, bạn này á thì nói bạn này có một số chuyện giống y như bạn này nói bạn này, có nghĩa là hai vợ chồng đều có cái tật đó, đúng không? Đó, cuối cùng là đồng chồng đồng vợ quá rồi còn gì nữa. Nồi nào úp nấy đó. Lâu lâu ba mẹ cũng nói vậy giống nhau quá hả? À, chị thấy vậy nè, hai bạn bây giờ chưa có con đúng không? Dạ. Nên còn có nhiều thời gian cho riêng bản thân mình á, thử một lúc nào đó các bạn bỏ cái lý trí đi, thử sống bản năng coi nó ra làm sao. Đừng có giữ kẻ cái gì hết, thích cái gì làm cái đó, kể cả chuyện vợ chồng lẫn cái chuyện ăn uống lẫn cái chuyện mà ăn mặc. Hai bạn thử đi, tại vì chị cảm giác rằng cái cuộc hôn nhân của các bạn, cái đời sống hôn nhân các bạn giờ nó giống như là một cái viên kim cương mà nó tròn trịa vậy nè, mọi thứ nó đều hoàn hảo hết á, nhưng mà đôi khi á có những cái mà mình cho nó có góc cạnh chút xíu nó sẽ rất là thú vị. Thử cái nha. Thử một chuyến đi xa. Không muốn có em bé không? Dạ có. Đó, nếu vậy thì để anh Thuận chúc. Bây giờ anh Thuận hay lắm. Trời. Chúc ai là người đó có bầu liền hay. Biết rồi, tôi có cảm giác tôi giống như là ông mụ của vợ chồng son. Thấy không? Người ta là bà mụ, tôi là ông mụ. Thôi thì anh xin chúc hai em mau chóng có được một thành viên mới trong gia đình. Sau cái tuần lễ. Sau cái tuần lễ mà đi sống bằng bản năng. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Có một cái nút vùi trên mặt và giữa trán của cổ bên trên đó. Là về là có chuyện với em, nhìn mặt em vậy chứ ảnh đang hiếp em á. Khi nóng lên á là em muốn là cô ấy đi ra ngoài đi. Cái gì vậy Thuận? À. Em làm cái gì vậy? Như có cái gì đó nó chóa mắt em quá cho nên là em bị choáng thôi. Đây nè. Chó là chó đây nè. Chó là chó cái này nè. Cái này nè. Cái này đây nè. Trời ơi. Gì? Trời ơi, sao hai chị em mình? Nó nè, sọc đen nè. Và kính thưa quý vị, tôi khẳng định một điều rằng là tôi và chị Hồng Vân không bao giờ có một ý định là mặc đồ giống nhau nha. Cái này đó chính là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Đúng không chị? Ôi, phải nói là rực rỡ. À, không biết mọi người thấy như thế nào chứ riêng tôi đang thèm nước cam. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Hai bạn bước ra, tôi nghĩ trong đầu tôi nói chỉ cần cô dâu mà cái màu mà giống tôi như vậy thôi là tôi té luôn liền. Té xỉu liền luôn á. Chào hai em hãy giới thiệu chút xíu về mình. Dạ, em tên là Vĩnh Hùng. Năm nay 30 tuổi, hiện là nhân viên xuất nhập khẩu. Thế còn em? Dạ, em tên là Nguyệt Hạnh, năm nay em 27 tuổi, em là nhân viên ngân hàng. À, Hạnh Hùng. Dạ. Hạnh Hùng gặp nhau trong trường hợp nào? Dạ, thì cách đây 5 năm á, thì em có liên thông đại học, học buổi tối. Thì lúc đó em học được cũng khoảng 2 tuần. Thì lúc đó vợ em vô trễ. Thì vô tình em thấy cô vô trễ thì mình nhìn kỹ vô người cô á, thì thấy có một cái nốt ruồi trên mặt và giữa trán của cổ bên trên đó. Đâu? Đây. Đâu không thấy. Đây. Nó không thấy, nó nhìn nó. Thấy rồi. Mình nhìn cái nét đó thì cũng vừa dữ nhưng mà bạn bè nói dữ nhưng mình thấy hiền. Thấy là dễ thương. Là quý tướng đó. Dạ. Rồi sao nữa? Thì xong rồi đó, rồi tụi em làm nhóm, làm báo cáo thì cũng chung một nhóm. Thì cái từ từ em tìm hiểu cổ là cổ làm bên ngân hàng. Thì lúc đó sẵn em có một số tiền là để dành cưới vợ đó. Em mới là trích ra từ từ em kêu cổ mở tài khoản, em bỏ tiền vô tài khoản của cô. Nhưng mà chị hỏi em nè, dạ. Vì em biết cổ làm ngân hàng em mới gửi vô tài khoản hay là em dùng cái cách mà gửi tiền vô tài khoản để em giới thiệu cho cô ấy biết rằng anh là người có tiền? Cái đó là ý định cưa cẩm của em. Tại sao em xài lý do khác? Một phần nữa là em để em thử cổ. Thử sao? Tại vì lúc trước em quen hết mấy người nữa, cũng có cái vấn đề là gì. Cũng là mở tài khoản hay sao? Không rồi? Có, em quen mấy người đó như là lợi dụng mình. À, dạ. Tức là không thương thật mà thương... Cho nên bây giờ em mới dùng cái này em thử cổ và cuối cùng là đúng như cái điều em suy nghĩ không? Thấy hoàn toàn khác với hai cái cô trước. Ủa em biết cái chuyện là ảnh gửi tiền vô cho em là ảnh thử em không? Dạ em lúc đó em không nghĩ gì đó. Bây giờ ảnh khai thiệt vậy mà em mới biết nè. Là về là có chuyện với em á. Thực ra là lúc đó nếu mà ảnh có nói là anh gửi tiền nên thử em cũng tin luôn đúng không? Tại vì em là nhân viên ngân hàng. Đúng rồi. Thì đó là nghề nghiệp của em. Đúng không? Mà lúc đó mỗi lần đi học á em dựa kế em nhờ cái gặp cổ để em đưa tiền cho cổ.
À đó đó, tức là lấy cái cớ là đưa cho cổ đó cổ để được gặp mặt em. Thế thời hai em quen nhau trong bao lâu thì mới đi đến hôn nhân? Dạ gần một năm. Bây giờ tụi em ở chung với gia đình chồng hay là ở riêng? Ở chung với lại gia đình của em. Kết hôn nhau là bao lâu rồi? Dạ kết hôn với nhau được 2 năm rưỡi. 2 năm em ở bên gia đình vợ thì có hòa thuận và có cái gì đó nó trắc trở không? Cũng có cái trắc trở. Có cái lần thì ở nhà có nuôi chó, mà nuôi tới 4-5 con chó. Thì lúc đó là em đọc báo thì em thấy là ở gần với chó thì dễ bị sáng chó. Sáng chó rồi xỉn. À, đó mà em có nói với vợ để nói cho bên ba má vợ nghe, mà vợ truyền đạt sao mà em thấy vẫn để như vậy. Nhiều cái mình nói ra không được. Em có nói với bên nhà em cái vụ đó không? Nhà em cũng có nói với ba mẹ. Thì cái đó là không phải do ba mẹ em nuôi, mà là một anh rể nuôi. Thì em cũng nói ba mẹ, thì ba mẹ cũng nói là không sao đâu, nói chung là vệ sinh sạch sẽ là được à, cũng không có nghĩ là sâu xa là vấn đề là sẽ ảnh hưởng tới em bé. Thành ra nói chung là nhiều khi em ở giữa em nói qua em nói lại á, thành ra là em cũng hạn chế. Mất công lại nghĩ là chồng mình khó chịu, để ba mẹ lại nghĩ sai về chồng mình nữa. Tại vì chồng em thì thẳng tính, mà mỗi lần có chuyện gì thì đâu có dám nói thẳng ba mẹ đâu, là phải thông qua vợ. Mà nhiều lúc thì em cũng vô tư, đâm ra là em cũng chỉ nói theo kiểu truyền đạt thôi, đâm ra là vấn đề nó vẫn không đi tới đâu hết. Nhưng mà bây giờ chó vẫn còn. Dạ chó vẫn sủa. Mình sót con thôi, chứ bây giờ nó nhỏ quá mà chó sủa giật mình nó cũng gì tội nó nữa. Thực sự mà nói á, là con trai của chị á, cái đợt đó là nó bị cái vụ chó mà nó bị xuyển, cái đó là có thật đó. Sáng chó cũng là có thật luôn. Nếu như cho em có một cái điều mà em muốn nói về cái việc mà tụi em đang ở chung với một cái gia đình lớn đó. Dạ. Thì em sẽ nói như thế nào? Tức là em sẽ muốn ra làm sao? Thì em muốn là cái chỗ của em ở đó, nó được yên tĩnh cho con em nó nghỉ ngơi thôi. Chứ em không muốn gì hết. Rồi bây giờ thì anh hỏi thẳng luôn nè. Đó, từ lúc mà lấy vợ rồi thì em phát hiện anh tật xấu nhiều. Dạ nhiều. Nhiều lắm không? Dạ gấp. Này có nhiều kể hết đó luôn đi. Lười biếng. Lười biếng về vấn đề gì? Lúc mà cổ có bầu rồi đó thì em mới là thấy thương. Em đã mua cái máy giặt vợ về khỏi phải giặt đồ. Cũng làm biếng, không chịu để đồ vô giặt. Có máy giặt rồi cũng vẫn làm biếng giặt đồ là sao? Không phải trời, có nghĩa là chồng em là kỹ tính, lỡ đụng vô hư máy là ông phải đổ thừa nữa. Cái năm nay là đâu có dám giặt đâu. Nói chung là cứ để cho ổng bỏ đồ vô tự bấm nút thôi là mình. Sợ nó tưởng tượng nó mua cái máy giặt xong rồi về hai vợ chồng ngồi giặt tay á, mới nói vậy. Sợ hư máy giặt. Có gì không? Rồi còn nữa, giặt xong rồi á thì lẽ vợ phải đem đi đồ đi phơi. Cũng không luôn. Để đến luôn. Rồi ai phơi? Em đem lấy đồ móc anh đem hỏi đem thôi cho em biết chắc chắn là em phơi rồi. Rồi sao kỳ vậy? Tao sợ hư máy thôi, bây giờ tao đi phơi đồ đi. Đâu có đâu, em cũng có phụ với bộ chị. Có dụng là chia ra nhưng mà chồng em nhiều hơn thôi. Có nghĩa là 7 ngày thì chồng em phơi hết 6 ngày đúng không? Nhưng anh nghĩ đi, lúc đó em cũng đang có bầu mà. Nhưng bây giờ thì sao? Giờ thì đang cố gắng cải thiện. Bây giờ thì ai giặt ai phơi? Nói chung là chồng cũng giặt nhiều hơn vợ. Anh phát hiện một điều là chồng em á, hồi nãy giờ rất là trầm tư nè, ít nói nè. Chắc có lẽ là ở nhà chắc bị em ăn hiếp thường xuyên đúng không? Không, nhưng mà em vậy chứ ảnh ăn hiếp em á. Phải không? Thiệt, tại mỗi lần cãi nhau toàn em nhịn ảnh không mà. Anh cãi lên anh dữ lắm á chị. Mỗi lần anh cãi lên là hả? Cô với tôi luôn á. Mà nóng lên, mà nóng dữ quá là hả? Không kiềm chế được là mày với tao luôn. Trời, phải không? Nhìn hiền vậy thôi chứ. Là nhầm khi nóng lên á là em muốn là cô ấy đi ra ngoài đi. Mà cô ấy thích là ở đó rồi cứ mà hem dầu vô lửa đốt gì hoài vậy đó. Mà máu mình sôi lên em mới nói bây giờ cô đi ra ngoài không, hay ở đây hồi tôi điên lên. Giờ điên lên làm gì tôi? Giờ sao? Giờ có đi ra không? Tao nói mày có nghe không? Giờ còn gọi đây nó tao đang xong tao xỉu vậy chưa? Trời ơi, hù người ta. Nói chung là giọng dữ lắm. Chị nghĩ coi một con người mà bình thường á, hiền. Mà lúc mà giận lên hồi đầu tóc giống như là bốc khói dựng dựng lên nè. Mắt lông chồng mà còn chồng trắng không thôi à. Mà cái miệng bình thường là hơi chu chu dễ thương nha. Lúc mà cãi nhau rồi dính lên luôn rồi nè. Chú mẹ xuống mẹ ha. Lúc đầu thì em nhịn chị, ba mẹ cũng dặn rồi, chồng máu cao mà khó chịu mà nóng tính vậy là phải nhịn. Mà chị nghĩ coi phụ nữ mình nhịn thì nhịn cũng có chỗ cũng phải bức xúc chứ chị, bức nước vỡ bờ thôi. Chịu hết nổi là em bạc lại là xong rồi, y như rằng là bùm 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 lên. Em bạc lại sao? Nói là em nhịn đủ rồi nha, mà còn lớn tớ như vậy nữa hả? Thấy em nói vậy cũng nói lên, lại tiếp tục cãi nhau. Có khi nào mà ông kêu mày tao cái kêu lại tao mày giống không? Không, xưng nhau là anh em. Hùng thua bên này cái điều đó. Không, cổ chồng tức em à, em không có muốn là gây chiến rồi. Em nó kêu cổ đi ra ngoài mà nói mình nói hoài, cổ không chịu đi.
chị nghĩ coi vợ chồng cãi nhau, vợ chồng cãi nhau thì phải ở lại với nhau để cho nó xong việc vấn đề đi. Thằng này là giờ mới hiểu, giờ mới hiểu tính ổng là giận thì tốt nhất là nên được đi ra ngoài, còn ở lại là sẽ có chuyện lớn. Cái cảm giác mà nghe chồng mình kêu mình bằng mày á, và kêu bằng tao với mình á, lúc đó em như thế nào? Nói chung là cảm thấy sốc, nhưng mà chắc cũng tại em lì. Thật chất là cái bản chất của chồng em không phải là người thô lỗ như vậy. Nhiều khi do áp lực công việc, cơm áo gạo tiền, cộng thêm là áp lực là phải ở nhà vợ, rồi phải làm sao để cư xử giữa hai bên gia đình như vậy nè. Đâm ra là ảnh cũng ức chế trong người nè, lâu lâu là phải có chỗ và bùng phát lên. Con người thật của chồng em không phải là như vậy. Trời tức quen ảnh hiền lắm. Bây giờ còn nói chung là cái phần mà sưng mày tao là chỉ ít lắm, khi nào mà trận nào to lắm thì mới sưng thôi. Còn bình thường thì sưng cô với tôi. Em cái cuộc sống hiện tại của em bây giờ, cái áp lực lớn nhất của em là gì? Em bây giờ là cũng vừa công việc là nhiều. Nói chung là từ lúc mà chồng của em về ở với bên nhà em tới giờ, do là em cũng vô tư quá nên cũng chưa tạo một cái điều kiện để cho ảnh với lại ba mẹ em hoặc anh chị trong nhà nói chuyện mà tâm tình với nhau để hiểu nhau hơn. Chồng em thương ba mẹ em giống như ba mẹ ruột thôi, nhưng mà do có đều là thẳng tính quá, đâm ra nhiều lúc nói, nhiều lúc mà bên nhà vợ không hiểu, đâm ra bị ức chế. Nhưng mà gia đình mình là một tuần có một bữa cơm chung không? Cuối tuần á thì nói chung gia đình nhỏ của mỗi người thì tự ăn, chỉ khi nào có dịp giỗ hoặc là dịp lễ có tiệc tùng thì gia đình lớn mới quay quần lại ăn chung. Mà ăn chung thì cũng ít khi nào mà nói chuyện được nhiều hả? Được nhiều, đúng rồi chị. Rồi tức là bây giờ tụi em nấu cơm ở trong cái gian nhà riêng tụi em gì? Dạ không, ăn cơm mẹ đi. Em nấu cho em. Rồi có ăn chung với mẹ không? Dạ không. Chị hỏi như vậy là vì lý do như vậy nè. Ví dụ mà mẹ em mà nấu cơm cho tụi em ăn á, có khi nào em nghĩ đến cái chuyện là em ăn chung với ba mẹ để cho cái không khí nó cởi mở và nó cảm thông với nhau hơn, có giờ em nghĩ điều đó không? Được chưa. Tại vì vậy nè, có một lúc nào đó em sẽ đặt em vào cái cảm xúc của mẹ. Dạ. Có nghĩa là mẹ cứ nấu, giống như trách nhiệm của mình là mình phải nấu cho tụi nó ăn, nhưng mà không biết tụi nó có nghĩ gì đến mình hay không. Có bao giờ em đặt cái điều đó trong đầu em không? Sự là em cũng chưa đặt cái vị trí của em và cho vị trí của chưa mẹ. Chưa nghĩ đến điều đó đúng không? Dạ đúng. Em có nghĩ không? Có, nhiều khi em cũng có kiếm tạo cơ hội để em qua em ngồi nói chuyện với ba mẹ. Nhưng mà khi tính của cổ là cũng hơi ghen. Nhằm khi có mấy chị em của cổ ở ngồi đó, cổ thấy mình nhìn mình sẽ nói gì hay gì đó là cổ thấy khó chịu hay gì. Em nhìn vô cái ánh mắt anh cổ em biết. Rồi làm sao mà mình thoải mái mà mình ngồi nói chuyện với gia đình của cổ được. Nhưng mà em nhìn vào ánh mắt là em đoán, nhưng mà biết đâu chừng cổ không phải là nghĩ như vậy. Em có bao giờ có hỏi thẳng vợ không? Em có ghen không? Mà ghen với ai bây giờ? Em mình đâu có gì đâu. Chị... mà tại sao không biết, em không biết tại sao em ngồi nói chuyện tự nhiên cổ xê dịch qua cổ che lại người em một tiêu. Như em gái ngồi kế bên này nè, thì giống như khi em ăn trong bàn thì người ngồi với ảnh thấy hành động em ảnh lại suy diễn ra vậy á, chứ em đâu có ghen gì đâu. Theo chị nghĩ á, để mà em có được một cái mối quan hệ với lại gia đình bên vợ thì cái đối tượng đầu tiên em phải cảm thông, phải tiếp cận là ba mẹ, rồi mới tới anh chị em trong nhà sau đó. Thì bây giờ em giúp chồng em việc đó đi, như chị nói, mời ba mẹ ăn chung với vợ chồng. Mình cứ tạo nhiều những cái điều kiện nhiều lần như vậy á, là tự động làm mọi người hiểu nhau thôi. Đúng rồi không? Bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi điều đó là điều gì? Chồng bớt nóng tính đi, cái nóng tính đó cũng sẽ không tốt cho sức khỏe của chồng. Thứ hai là thoải mái hơn, đừng có nghĩ là ở rể là mình làm khách nữa, mình hãy nghĩ là mình đang ở nhà mình. Con Hùng, ông muốn là vợ bớt lười biếng chút, bớt cậu thả chút. Lười biếng chút là cậu thả. Chị thấy vậy nè Hùng, theo chị ha, em nhân cơ hội này nè, em nói một cái điều gì đó thật nhất trong tấm lòng của em với ba mẹ. Giống như mình trực tiếp chưa được, mình gián tiếp trước đi cơ. Dạ, con sống xa gia đình nên ba mẹ, vợ cũng gọi là ba mẹ của con, nên con rất thương ba mẹ. Rất là thật. Và anh nghĩ rằng là ngoài cái câu nói của chồng em ra thì em phải là một cái sợi dây liên kết để cho cả hai đồng thuận với nhau và hiểu nhau. Em theo chị, với cái không khí này, với cái cảm xúc này, chị nghĩ rằng em nên nói với ba mẹ một câu. Ba mẹ ơi, con cảm ơn ba mẹ vì đã ủng hộ cho vợ chồng con và tạo mọi điều kiện cho vợ chồng con được hạnh phúc. Và ở đây là nhân cơ hội này thì con muốn cảm ơn ba mẹ vì đã đối xử tốt với chồng con như là đối tốt với con. Con cảm ơn ba mẹ. Mình chạy luôn vậy hả?
Xin cảm ơn hai em. Dạ. Rồi, chúc hai em hạnh phúc. Ảnh là một người rất hiền và rất có trách nhiệm. Thì cởi mở, hòa đồng. Thì em thấy là 99% trường hợp trong đêm tân hôn mà gặp tai nạn hết. Có chuyện gì em cũng giữ trong lòng, em không có nói ra. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cho một tràng pháo tay tiếp theo nữa để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng thứ hai. Trên đây là hội tụ, những màu sắc sặc sỡ, rực rỡ luôn. Cuối cùng thì cái người đàn ông này là có lợi nhất này. Đúng rồi. Nổi bật. Chìm nhưng không chìm. Bây giờ xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, chào anh chị, là em tên là Minh Khánh, hôm nay em 24 tuổi, hiện tại nghề nghiệp hiện tại là thủ kho. Thủ kho. Dạ, em là Hoàng Kim, năm nay em cũng 24 tuổi, hiện tại em là nhân viên văn phòng. Một người văn phòng, người thủ kho. Tôi gặp trong trường hợp nào ta? Dạ, là tụi em là quen nhau từ hồi học chung cấp 3. Cấp 3 là đầu cấp 3 hay cuối cấp 3? Dạ, đầu cấp 3, học chung. Vậy là cũng quen năm lớp 10. Trời, vậy là bao nhiêu năm rồi ta? Tụi em lấy nhau lâu rồi? Tụi em lấy nhau khoảng 1 năm 8 tháng. Yêu nhau 5 năm rồi lấy nhau 5 năm. Yêu nhau 5 năm. Ai cua ai trước? Đó là trong lớp có phong trào là hai bạn mà có tên giống nhau là ghép lại thành một cặp. Đó, trong lớp chỉ có em với bạn này là hai chữ cái đầu tiên là chữ K. Kim với Khánh là nên là mấy bạn có gắn ghép. Đó thì em cũng chủ động là có gì là chở bạn này đi chơi. Đi đâu đó rồi sau đó thì chính thức quen nhau. Ủa, đi chơi cái là quen vậy? Không, thì từ từ có tình cảm rồi quen nhau. Dạ thì lúc em mà nhận lời quen với bạn này á thì em chỉ nghĩ là quen cho vui thôi. Dù sao cũng có người quan tâm của mình, quan tâm với mình cũng vui. Thì tụi em cũng quen nhau qua một năm. Thì sau một năm đó tự nhiên bạn này lơ là em, không nhắn tin hỏi thăm, cũng không quan tâm em giống như lúc trước nữa. Ủa, lý do gì mà lơ là lạ vậy? Trước đây thì em có quen cũng mấy người rồi. Lúc mà em quen bạn này á, thì cô bạn gái cũ á, có nhắn tin hỏi thăm rồi. Cái lúc đó bạn ấy cũng buồn, rồi em cũng quan tâm, em hỏi thăm lại. Nên em hơi lơ là bạn này chút. Trời ơi, thấy thương ghê. Tức là lúc đó là anh bắt đầu chiến dịch bắt cá tay rưỡi. Dạ, trong một tuần thì linh cảm của em là em thấy cũng là lạ. Thì em nhắn tin cho bạn này, em hỏi là sao dạo này kỳ vậy. Ai ngờ bạn thú thật luôn. Thì lúc bạn đó thú thật em thấy em hụt hẫng lắm. Thấy sao tự nhiên không lẽ mình là người thay thế. Thì em thôi em nhắn tin đòi chia tay. Mà em chia tay thì tự nhiên ảnh cũng gật đầu đồng ý luôn. Trời ơi. Lúc đó là em cũng chưa xác định được tình cảm của mình là dành cho ai được nhiều hơn. Dạ. Bao lâu thì em xác định được là bạn này nặng ký hơn bạn kia? Dạ thì cũng khoảng thời gian là sau qua năm lớp 12 á. Có nghĩa là hai bạn quen nhau, dạ, xong rồi chia tay. Dạ. Chia tay rồi bạn kia phiêu lưu với cái mối tình cũ của bạn kia. Rồi vậy là bạn này có cái rơi quay lại mối tình cũ nè. Đúng không? Rồi sau đó là chia tay bạn kia rồi quay trở lại với bạn này. Dạ thì đó thì cũng không phải là quen lại mà mình chỉ là nói chuyện với nhau thôi. Còn quan tâm mình nhớ nhau mình nói chuyện thôi. Bao lâu thì hai bạn mới cưới nhau? Dạ quen nhau 5 năm. Sau 5 năm em vừa mới tốt nghiệp ra trường thì hai bên gia đình nói chuyện rồi tụi em tiến tới hôn nhân luôn. Mới cưới được năm mấy nay phải không? Dạ, dạ 1 năm 8 tháng. Hai bạn còn trẻ đúng không? Dạ quá trẻ, hai mấy? Dạ 24. 24 trẻ. Chắc có lẽ là đêm tân hôn chắc có rất là nhiều chuyện. Dạ, vui bằng cái sự hừng hực của sức trẻ đúng không? Dạ không, đêm tân hôn sự hừng hực của sức trẻ bị em ép lại. Ủa tại sao? Tại vì trước đó thì em có sở thích là em hay đọc báo về chuyện giới tính này kia đó. Thì em thấy là 99% trường hợp trong đêm tân hôn mà gặp tai nạn hết. Tai nạn gì? Ví dụ ngã ngựa hay là gì đó. Trời. Hả? em thấy em đọc báo thì thấy nhiều trường hợp như vậy. Rồi. Thì em mới nói với anh này là thôi anh ơi, đám cưới thôi cũng mệt, thôi tân hôn mình dời lại đêm mai. Rồi có dời không? Dạ có anh. Trời thương vợ ghê. Ở đó cũng đứng từ sáng tới chiều rồi mình cũng mệt á. Quyết định là dời lại ngày hôm sau. Rồi ngày hôm sau có không? Dạ, dạ ngày có. Cũng trơn tru. Nhưng mà riêng em thì em có cảm thấy là nó trơn tru không? Dạ thì cũng có anh. Nhưng mà tâm lý thì mình vẫn cũng hơi lo. Lo là lo cái gì? Sợ có em bé. Tụi em yêu nhau lâu vậy chắc là
hiểu hết về nhau đúng không? Sau khi lấy nhau rồi thì mọi việc cũng giống như bình thường thôi, nhưng mà hiểu hết thì em thấy gần 2 năm rồi mà em có cảm giác như em chưa có hiểu gì về ảnh hết. Em sống nội tâm, có chuyện gì em cũng giữ trong lòng, em không có nói ra. Anh về tới khi nào anh chia sẻ với em là hôm nay anh đi làm anh thấy sao, anh như thế nào, hoặc là hôm nay anh ra đường anh gặp ai, anh không về anh chia sẻ cho em mấy vấn đề đó. Lúc nào em cũng phải tìm mọi cách coi đoán ý ảnh suy nghĩ gì, món này em nấu ảnh có thấy ngon hay không, nào cũng phải suy đoán. Chẳng lẽ suốt một thời gian yêu nhau lâu dài như vậy mà mình không hiểu được người chồng của mình hoặc người vợ của mình sao? Ví dụ giờ hỏi một câu nè, về chồng của em á, thì em đánh giá anh ấy là người như thế nào? Ảnh là người rất hiền và rất có trách nhiệm. Vậy là hiểu rồi đó. Còn em, vợ rồi em ra làm sao? Cởi mở, hòa đồng, khả năng giao tiếp thì rất tốt. Duyên dáng. Thì đó có nghĩa là tụi em đã hiểu nhau, chỉ có một điều là đối phương đều muốn xâm phạm đời tư của nhau mà chưa xâm phạm được, cho nên là tưởng là chưa hiểu thôi. Đúng vậy, chứ thật ra nghĩa là đã hiểu về nhau rồi. Và hồi nãy em có nói là vợ em là người biết giao tiếp và duyên dáng, thì vậy chắc chắn là lấy lòng được mẹ chồng vậy lắm đúng không? Nói chung là về cách nói chuyện xã giao giữa mẹ với vợ em thì có chút hơi khó khăn. Tại sao? Tại vì do là hoàn cảnh sống mà đó giờ khác nhau. Vợ em về đây thì không có quen với cách sống ở đây, khó nói chuyện với mẹ. Ủa có nghĩa là hiện giờ em đang ở nhà chồng. Với gia đình chồng. Nhưng mà do cách sống, nếp sống giữa hai nhà khác nhau. Ở nhà ảnh thì ngủ sớm dậy sớm, vậy cách ăn uống cũng khác. Với lại ảnh cũng ít nói nên ảnh không có làm cầu nối cho em với gia đình chồng được. Nên giữa em với gia đình chồng ít có điểm chung để mà có thể giao tiếp được với nhau. Cái điểm chung cụ thể là? Điểm chung cụ thể giữa em với mẹ chồng thì cũng chỉ nói về anh này thôi. Mà ảnh thì ảnh này cực kỳ ít nói, với ba mẹ ảnh anh cũng ít nói nữa, nên ảnh không có tạo ra được một cái không khí chung để cho em có thể hòa nhập được. Nhưng mà bây giờ nè, cái vấn đề mà khúc mắc duy nhất giữa em với mẹ chồng là cái gì nè? Là giữa em với mẹ chồng không có khúc mắc gì hết, nhưng mà vấn đề là em muốn mẹ con hòa hợp vui vẻ, với lại em muốn là hòa nhập hẳn vào cuộc sống gia đình của bên nhà chồng luôn. Chứ bây giờ em thấy hơi xa lạ. Chứ bây giờ là ảnh đi làm về là ảnh cứ ngồi trong máy tính, rồi nhiều lúc em ra em ngồi nói chuyện với mẹ chồng ảnh cũng không có ra ngồi nói chuyện chung. Em có biết là giờ em có bị cái áp lực đó không? Dạ, đó thì em biết. Tại vì cái tính em hồi đó giờ là ít nói, chỉ biết sống một mình thôi à, không có chia sẻ chuyện gì cho gia đình hết. Cái tính em hồi đó giờ như vậy rồi, khó sửa. Khó sửa, nhưng mà bây giờ nếu mà để mà vì cái không khí của gia đình á, thì em có thể sửa được dạ, chút đỉnh nào không? Dạ được. Sau đây em mới sửa nói khó sửa. Dạ. Sau đây sửa thì ráng sửa chút xíu. Ráng sửa chút xíu. Còn chị nói nè, bây giờ em phải chứng tỏ bản lĩnh của em á, là tự em không cần chồng em luôn. Em có thể hòa hợp được với mẹ, với ba. Thay đổi quan điểm đi. Tại vì này em không thay đổi, em bị stress nhiều lắm. Dạ, cái đó chị nói có stress không? Nhiều dạ, khi có. Em điên luôn á, chị nói thiệt. Mỗi lần mà hai đứa em mà cãi lộn là coi như là em không có động lực nào mà muốn về nhà đó luôn. Tại vì em thấy ngoài chồng em ra là em không có thân thuộc được với ai hết. Thế bây giờ em muốn chồng em thay đổi nhất là điều gì? Em mong muốn nhất chồng em thay đổi là ảnh nói nhiều hơn một chút. Ảnh ít nói đến mức mà lúc dọc sôi lửa bỏng với hai vợ chồng cãi nhau á, ảnh không nói luôn. Mặc kệ em muốn ngồi cằn nhằn em nói sao em nói. Rồi xong nhiều lúc mà ảnh tức quá, ảnh đấm tay vô tường, chứ ảnh cũng không mở miệng ra mà cãi lộn lại với em nữa. Có nghĩa là trong mọi hoàn cảnh chồng em luôn luôn là người im lặng. Dạ đúng rồi. Bây giờ chị thấy nè, cái tình trạng của tụi em á, với cái cảm giác riêng của chị thôi nha, chứ nếu mà không đúng thì cho chị xin lỗi ha. Hiện giờ chưa có con đúng không? Dạ đúng. Chị có một cái cảm giác về nè, tụi em đang ở cái trạng thái là đồng sàng mà dị mộng, có nghĩa là tụi em không có một cái gì chung với nhau hết. Sau này nếu mà có một đứa con thì may ra đứa con đó nó sẽ là một cái điểm chung của hai người, nhưng hiện giờ là giữa hai người không có điểm chung mà cái đó rất là nguy hiểm. Thì hai đứa em đều phải thay đổi. Về Khánh á, biết là cái tính của Khánh từ nhỏ tới lớn nó đã là như vậy rồi, nhưng mà Khánh phải thay đổi, chứ Khánh đừng có giữ cái tôi riêng đó nữa, tại vì cái đó nó không có lợi cho Khánh, không có lợi cho vợ, chả có lợi cho ba mẹ. Chính vì vậy mà cho tới giờ phút này khi Khánh đã có vợ rồi, ba mẹ Khánh vẫn là xoay quanh cái chủ đề về em hết, lo lắng cho em đó. Còn về em á thì chị thấy như vậy nè, em và mẹ chồng của em bây giờ hai người chung một chiến tuyến để làm gì? Để lo cho cái người đàn ông này. Tại vì hiện giờ cái người đàn ông này đang có một cái yếu tật á, có nghĩa là không thể cởi mở được, nếu mà nặng nữa là tự kỷ đó. Cho nên rằng á, là hai người cùng phải làm một chiến tuyến để lo cho con người này. Thì trong cái lúc mà hai người làm cái điều đó thì tự động em và mẹ chồng em sẽ hiểu nhau, sẽ thương nhau, và mẹ em sẽ coi em như con gái chứ không phải con dâu nữa.
thì chị nghĩ rằng tụi em phải làm điều này, không thì cái chuyện tình cảm của tụi em nó không có thuận lợi, nó mới suôn sẻ. Rồi về nói chuyện nhiều hơn chút xíu nữa nghe. Rồi, cảm ơn chị. Rồi.